Hạn mức thấp quá, chi phí cao quá. Đã thế còn một đống chi phí phải chi trả thế này. Các bạn đừng để bị lừa nữa. Hãy vay tiền từ nền tảng cho vay app chính quy. Hạn mức cho vay cao, lãi suất thấp, minh bạch, không thu nợ bạo lực, không tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu bạn muốn được như tôi, ở nhà vẫn có thể vay từ 15 đến 20 triệu đồng. Chỉ mất 1 đến 2 phút. Hãy kích vào link để đăng ký ngay nhé.